nhằm giúp người nước ngoài yên tâm về tình hình sức khỏe của chính mình và cũng để đảm bảo loại bỏ hết F0 ra khỏi cộng đồng. Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 800 người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn. Để triển khai được xét nghiệm này, phường Mỹ An đã huy động một lực lượng lớn các đoàn thể, cảnh sát khu vực, tổ trưởng các tổ dân phố cho đến tình nguyện viên đi đến từng khách sạn, khu chung cư, nhà dân nơi có người nước ngoài cư trú để thông báo. Đa số người nước ngoài rất mừng khi biết tin chính quyền tổ chức xét nghiệm cho họ, vì nhờ đó mà họ biết được tình hình sức khỏe của mình. Tôi thấy rất hạnh phúc và an toàn khi ở Việt Nam. Hôm nay tôi được xét nghiệm rất cẩn thận và rất an toàn. Tôi mong Việt Nam có lên được chiến thắng dịch bệnh Covid cùng với việc tổ chức xét nghiệm, phường Mỹ An cũng kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ mua và trao tặng những phần quà như quý phẩm thiết yếu đối với những trường hợp người nước ngoài gặp khó khăn trong thời gian thực hiện quy định, ai ở đâu thì ở đó.